Em có một người bạn rất là nắm biếng ăn rau xanh, đặc biệt là những cái rau mà có màu xanh. Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến sau khi mà đi khám tổng quát, nhận được phản hồi của bác sĩ thì bạn đó hiện tại đang gặp tình trạng thiếu hồng cầu và dư bạch cầu. Có nghĩa là cái trường hợp này mà kéo dài không chữa trị thì sẽ bị mắc bệnh máu trắng. Rất là nghiêm trọng luôn. Đó. Thành ra là ở đây có ông bà nào đang nằm biếng ăn rau xanh, đặc biệt là những cái màu xanh có trong rau cải này, bông cải này, hay là hành ngò gì đó, cố gắng tập ăn cho tôi nha. Thêm một vấn đề nữa, nhất định không được bỏ bữa sáng. Tại vì bữa sáng rất là quan trọng. Có thể là mấy bà sẽ ăn sáng trước 6 giờ tối, sau đó ngủ một giấc đến 6-7 giờ sáng hôm sau mấy bà mới ăn sáng. Thế nhưng mấy bà lại chọn cách là không ăn sáng và nhịn. Có thể là làm một cốc cà phê, đến tận trưa mấy bà mới ăn. Đối với những cái cơ địa mà còn trẻ còn khỏe, kiểu như là 17 mà bẻ gãy sừng trâu á, là mấy bà chưa thấy được cái hậu quả, mấy ông chưa thấy được cái hậu quả đâu. Đến một cái thời điểm nào đó, tầm cỡ mai này, gần 30 rồi, đấy là mấy ông bà sẽ nhận được cái hậu quả. Ví dụ như đau bao tử, trào ngược dạ dày. Đối với cái trường hợp không chịu ăn sáng, khuyên chân thành mấy ông bà luôn, nhớ là phải ăn sáng và ăn nhiều rau xanh vô, đặc biệt là rau có màu xanh. Chứ không phải là do em bán ngũ cốc rồi em bán bánh bích hạt dinh dưỡng mà em xúi mọi người là phải ăn sáng, phải ăn đều đặn. Không thì ghé nhà em mua bánh bích hạt hoặc là granola, hạt mắc ca về ăn đâu, không có. Thiệt, mấy bà có thể tự tìm hiểu ha. Nhưng mà bánh ngon quá. Đó, xuất sắc luôn. Bánh nhà ai bán ngon dữ vậy? Bánh nhà ai bán ngon dữ vậy?